Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 215. Người giảng: lão hòa thượng Tịnh Không. Các vị pháp sư, các vị đồng tu hai tuần lễ này do vì úc châu bên đó có một số việc cho nên rời khỏi đạo tràng đến bên đó làm một số sự việc Đương nhiên cũng là Hoàng Pháp lợi sanh Có cái quan hệ mật thiết Ngày mai Tôi còn phải đến Cổ Tấn Đi tham gia Phật Thất bên đó Cái Phật Thất này Là cư sĩ Lý Kim Hữu phát khởi Nghe nói Đài Loan Có một đoàn Đại cái có sáu bảy mươi người Tiếp nhận Tiếp đại Của cư sĩ lý Ở bên đó Kiết thất niệm Phật Tôi cũng phải đi xem qua Giảng kinh tuần sau Tôi nhất định quay về Tôi trở lại tham gia thuận tiện ở chỗ này đem cái tình hình của úc châu giới thiệu sơ lược qua với các vị người địa phương úc châu bên đó có hứng thú rất nồng hậu đối với phật pháp lần này chúng ta gặp được một số người già Đại khái đều là 7-80 tuổi Trong số đó có người hơn 90 tuổi Thân thể rất khỏe mạnh Mà còn đều là tín đồ Kỳ Tô rất kiên thành Tôi đến bên đó diễn giảng Họ đều rất hoan nghĩ đến nghe Sau khi nghe rồi còn muốn đến hỏi Sau khi hỏi rồi còn muốn hỏi tôi Họ rất muốn học tập đây là việc tốt đây là nói rõ tư tưởng của phật pháp đại thừa được mọi người khẳng định được đại chúng hoan nghênh chúng ta dùng đại thừa đặc biệt là dùng kinh vô lượng thọ cùng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh để dung hợp các tôn giáo khác nhau. Hy vọng chúng ta đều có thể đem tâm lượng mở rộng, có thể bao dung tất cả. Năm nay, năm thiên hỷ sắp đến. Hiện tại chúng ta đều đang tích cực trù bị. Ngày trong năm thiên hỷ tôi liền nghĩ đến chúng ta tặng lễ vật gì cho lại chúng. Cho nên tôi mời cư sĩ dương viết một chữ ái, phối lên mấy cái ấn chương. Cái ấn chương này cũng là chúng ta hiện tại khắc, khắc ra một cái thần ái thế nhân. Lại khắc một cái Chúng thần hoa nghỉ Mỗi mỗi tôn giáo đều có thần Chúng thần đều hoa nghỉ Ngoài ra khắc một cái lớn Chân thành Ái tâm Hình vuông Bốn chữ này tổng cộng Có 24 cách đọc Vô cùng thú vị đây là nghệ thuật văn tự của chúng ta Bốn chữ có 24 cách đọc Chúng ta đều đem nó xếp ra Hiện tại in ra Ngay trong ngày lễ Năm thiên hỷ Tặng cho mọi người Chúng ta in ra 20.000 tấm Tôi nghĩ mỗi một người đều có thể nhận được xã hội chúng ta bình lặng mà quan sát tuyệt nhiên không an định tuyệt nhiên không thái bình chúng sanh mê hoặc còn tương đối nghiêm trọng tự tư tự lợi danh vọng lợi dưỡng Tam sân si mạng Không những Không Giảm ít đi Xem kiểu dáng này Dường như vẫn đang thêm lớn Đây chính là Cội gốc Của xã hội bất an Nếu như cứ như thế mà tiếp tục phát triển Thiên tai nhân họa Là rất khó tránh khỏi Muốn giải quyết vấn đề này Chỉ có giáo dục Mà ở ngay trong bốn loại giáo dục Thực tế mà nói Hiện tại duy nhất có thể làm đến được Chính là giáo dục tôn giáo Cho nên tôn giáo nhất định phải đoàn kết Các nhà tôn giáo Các thầy truyền giáo Nhất định phải mở rộng tâm lượng Vô tư, vô ngã Nói theo tinh thần của chúng thần yêu thế nhân. Phải đem cái tinh thần này thực tiễn. Mục tiêu của chúng ta là hy vọng dùng một cái chữ ái này để giáo hóa chúng sanh thế gian. Tiêu trừ tất cả kỳ thị tiêu trừ tất cả hiểu lầm tiêu trừ tất cả sân hận hy vọng mọi người chân thật hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh đây là mỗi một người trong tôn giáo đều nói đến lời nói không như nhau ý nghĩa hoàn toàn như nhau như tôn giáo của phương tây đều khẳng định á đương hạ oa là tổ tiên của nhân loại hết thảy nhân loại toàn thế giới đều là hậu vệ của họ hay nói cách khác đã là cùng đồng một tổ tiên Đương nhiên chúng ta đều là anh em tỉ muội Vì hạ tất ngày ngày phải cãi lộn Lại hạ tất không thể vượt qua với ai Trong truyền thuyết cổ xưa của chúng ta Bàn cổ khai thiên lập địa Tổ tiên của nhân loại bàn cổ Chúng ta gọi là bàn cổ Người nước ngoài gọi là Á Đương Hạ Oa Tôi nghĩ đại khái là một người Không phải là hai người Chúng ta phải đem Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Làm cho rõ ràng Làm cho tường tận Nhân sanh mới có ý nghĩa Hay nói cách khác Chúng ta phải làm một người tường tận Không thể làm một người hồ đồ Người tường tận Gọi là Phật Bồ Tát Người hồ đồ gọi là phàm Phu nói đến giá trị của nhân sanh giá trị chân thật chính là xả mình vì người vì tất cả chúng sanh phục vụ tiên hiền của chúng ta nói rất hay giúp người là gốc của an vui đây là chân thật hiểu được giá trị của nhân sanh không chịu giúp người khác không chịu giúp chúng sanh con người này sống cả một đời có giá trị gì chứ có ý nghĩa gì mỗi ngày chịu giúp người khác tôn trọng người khác giúp đỡ người khác xả mình vì người con người này an vui tôi cảm thấy tháng này là điều đang lữ hành. Người thông thường đều cảm giác rất mệt. Hôm trước, ở Úc Châu kiểm tra sức khỏe, chính tôi cũng rất ngạc nhiên. Thể trọng của tôi tăng thêm 4 ký. Nhiều như vậy. Trước giờ trọng lượng không đến như vậy. 69.8 Trước giờ chưa từng có Ngày trước tôi cần thể trọng đại khái là 64 Làm sao có thể nhiều như vậy Vì bác sĩ đó là người Ấn Độ Giờ của ông ăn trường chay Ông cũng hiểu rất nhiều đối với Phật giáo Chúng tôi nói chuyện cũng hơn nửa giờ đồng hồ làm thế nào gìn giữ thân tâm khỏe mạnh chúng tôi nói đến vấn đề này tâm địa nhất định phải thanh tịnh nhất định phải vô tư vô ngã thân thể phải thả lỏng không nên có chút nào khẩn trương như vậy thì bạn lữ hành sẽ không mệt có rất nhiều người lữ hành cảm thấy mệt tại vì sao ta không mệt trong tâm không có việc gì Thân thể rất nhẹ nhàng Không có chút khẩn trương nào Đây là Trong Phật Pháp Đại Thừa Vì cho chúng ta đạo dưỡng sinh Tâm phải tịnh Tâm phải không Thân phải động Khi động phải thoải mái Thì sẽ không mệt mỏi khi động khẩn trương Thì sẽ mệt mỏi Sẽ mệt nhọc Cái thứ này sau khi học rồi Chúng ta lập tức Liền có thể thọ dụng Liền có được chỗ tốt Ăn uống Thì phải chú ý vệ sinh Quyết định không nên quá lượng mỗi bữa ăn đều ăn được rất no ăn được rất nhiều chắc chắn không phải là việc tốt cổ thánh tiên hiền vì bảo chúng ta ăn cơm ăn đến bảy phần no thì được rồi chắc chắn có chỗ tốt đối với sức khỏe thân thể vừa rồi tôi ở phía dưới Thầy Hoàng nói với tôi Khéo giữ khẩu nghiệp Câu sau cùng Khéo giữ ý nghiệp Thanh tịnh vô nhiễm Muốn tôi giảng nhiều một chút Giống dĩ tôi nghĩ Cái đoạn này có thể giảng viên mãn rồi Có thể giảng tiếp đoạn sau Các vị Mọi người đã có ý muốn nghe nhiều một chút thì cái đề mục này Chúng ta nói nhiều một chút Cũng tốt Bởi vì Đây là Nền tảng của tu hành Không luận là tông môn giáo ạ à, Hiện giáo, mật giáo Thậm chí đến tiểu thừa người xưa đều dạy người tu từ căn bản căn bản chính là cái tâm tâm quyết định phải chân thành cái gì là chân thành cưới triều nhà thanh tiên sinh tăng quốc phiên ông ở trong đọc thư bút ký đem cái thành này là một chú giải nhỏ ông chú được rất hay một niệm không sanh gọi là thành cái ý này cùng trong phật pháp đã nói giống nhau không có một tạp niệm nào cái gì gọi là tạp niệm cái ý niệm không tương ưng với tâm tánh chính là vọng niệm thành thì mất đi rồi người thế gian thông thường chúng ta gọi là ý chí tập trung tinh thần tập trung đó cũng là cái ý nghĩa của thành tập trung thì sẽ không tán loạn tán loạn chính là thông thường thường nói con người không có tinh thần đây là tâm tư tán loạn tâm tư hôn trầm người hiện rõ không có tinh thần cho nên tu hành phải nắm được trung tâm tâm phải thanh tịnh trong tâm không thể có một chút nào Lời nói này nói ra thì dễ dàng Làm ra thì thật không dễ dàng Mấy người có thể làm được Có thể nói Không có người nào có thể làm được Có thể làm được Con người này là thánh nhân Họ không phải phạm phu chúng ta phải làm sao cho nên phật bồ tát từ bi phật dạy bảo chúng ta một phương pháp niệm phật cái này thì dễ làm rồi nếu trong tâm chúng ta không có một ý niệm nào không dễ dàng có một niệm không nên có các niệm khác dùng một niệm đánh bạc đi tất cả các tạp niệm dùng một niệm một niệm này chính là a di đà phật phật hiệu cho nên một niệm này gọi là chánh niệm trong tâm bạn niệm a di đà phật cái niệm này là chánh niệm thế nhưng phải ghi nhớ chúng ta ngày nay niệm a di đà phật cái phật hiệu này là chánh niệm tương tự không phải là chánh niệm chân thật. Vì sao vậy? Ngày nay chúng ta là có tâm niệm Phật. Cho nên đây là tương tự. Đến lúc nào niệm, đến niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, câu Phật hiệu này là chánh niệm chân thật. Cái cảnh giới này không thể nghĩ bàn hai câu nói này các vị có thể nghe không nên nghĩ vì sao vậy không phải cảnh giới của chúng ta nghĩ không đến vừa nghĩ thì biến thành vọng tưởng chánh niệm cũng mất tiêu rồi ngay chánh niệm tương tự cũng không có cho nên không nên nghĩ tưởng nó chính mình ngày hôm nào vào được cảnh giới này bỗng nhiên khai ngộ ai già dạ! thì đã là như vậy. Làm thế nào? Đêm thời gian khai ngộ của chúng ta được sớm hơn. Đây là một việc tốt. Bao gồm tất cả chúng sanh. Tương lai đều phải làm Phật. Muốn làm Phật, đương nhiên bạn nhất định phải khai ngộ bạn không khai ngộ bạn không vào được cảnh giới của phật thế nhưng nếu muốn chân thật khai ngộ biện pháp tốt nhất là đem tâm lượng mở rộng người xưa chúng ta nói được rất hay lượng lớn phước lớn đó là chân thật không phải giả không phải giả Người nhất định phải có độ lượng Bao dung khắp hư không Khắp pháp giới Bạn khai ngộ Thì không xa Phạm phu thông thường Nghi một người Cũng không thể bao dung Xem thấy người này ưa thích Xem thấy người kia chán ghét Vậy thì không được rồi độ lượng này quá nhỏ Lần này ở Úc Châu tôi cũng gặp được mấy đồng tu Tôi dạy họ Chúng ta ở chung với Phật Bồ Tát rất tốt Chúng ta ở chung với yêu ma quỷ quái cũng rất tốt Giống y với Phật Bồ Tát Bạn không có cái đầu lượng này không được Phật có thể bao dung mười pháp giới Mười pháp giới bên trên là chư Phật Bên dưới là ngạ quỷ xuất sanh địa ngục Làm thế nào bao dung Bình đẳng bao dung Thanh tịnh bao dung Từ bi bao dung Chân thành bao dung Học Phật ở chỗ nào Chính ở những chỗ này mà học chính ở ngay trong cuộc sống thường ngày trong đối nhân sự thế tiếp vật mà luyện công phu chân thật đem thanh tịnh bình đẳng tâm thực tiễn bạn mới có thể khai mở được trí huệ vì sao vậy không chân thành không thanh tịnh không bình đẳng không từ bi chướng ngại cửa ngộ của bạn tại vì sao bạn không khai ngộ chướng ngại quá nhiều rồi cần phải đem chướng ngại trừ bỏ đi bạn tự nhiên liền khai ngộ người biết dụng công ở ngay trong cuộc sống thường ngày đối người, đối việc, đối vật. Bạn nói tôi không biết tu. Không biết tu tôi dạy bạn một phương pháp. Cái phương pháp này vẫn không phải tôi dạy. Là chư Phật Bồ Tát dạy, tổ tổ truyền giao Cung cung kính kính, chắp tay A-di-đà Phật. Đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, một câu A-di-đà Phật. Bình đẳng, trong miệng niệm một câu a di đà phật trong tâm đối với cái đối tượng này người sự vật họ chính là a di đà phật vì rốt cuộc là thật hay là giả tâm của bạn thật đó chính là thật tâm của bạn vọng chính là hư vọng thành thật mà nói trên cảnh giới không có chân giả không có tà chánh Tà chánh chân giả ở tâm của bạn Tâm của bạn thật Tất cả Pháp đều là thật Tâm của bạn chánh Tất cả Pháp đều chánh Tâm của bạn tà Tất cả Pháp đều là tà Tâm của bạn vọng Tất cả Pháp đều là vọng Trên Kinh Đại Thừa Thường hay dạy chúng ta Cảnh tùy tâm chuyển pháp tướng Tổng nói rất hay duy thức không thừa nhận có cảnh giới không thừa nhận cái cảnh giới tướng này vì sao vậy tướng là sở chuyển là sở sanh năng sanh năng biến là tâm tánh ở trên kinh đại thừa nói được quá nhiều. Người học bước đầu phải hy vọng vào cửa. Nhất định phải biết một môn thâm nhập bằng mới có thể vào cửa được. Tại vì sao vào cửa khó như vậy? chúng ta xem truyền ký của tổ sư đại đức xưa nay các vị xem thấy cao tăng truyện xem thấy cư sĩ truyện thiện nữ nhân truyện đều thâu tập ở trong đại tạng kinh những người học phật học ba năm đến năm năm đều khai ngộ tại vì sao chúng ta ngày nay là mấy mươi năm ngay đến bên bờ ngộ cũng không đến được nguyên nhân ở chỗ nào tuyệt đối không phải năng lực của chúng ta không bằng người xưa cách nghĩ như vậy thì sai rồi thực tế mà nói phương pháp của chúng ta không tốt như người xưa phương pháp của người xưa chính xác cái phương pháp này là phật phật truyền nhau Tổ tổ tiếp đối Ngày nay chúng ta xem thường Cái phương pháp này chính là Một môn thâm nhập Không có gì khác Một môn Tâm của họ là định Tâm là thanh tịnh Chúng ta ngày nay Cái tâm này không thể định lại Hiếu kỳ Hôm qua trở về Tôi ở trên phi cơ gặp được Pháp Sư Ngộ Bình đang xem Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm không phải không tốt. Tôi hỏi cô ấy, cô đang học cái gì? Cô nói con đang học Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ vẫn chưa khai ngộ. Làm sao cô có thể xem Kinh Lăng Nghiêm? Tôi nói hiếu kỳ thì xong rồi. Tâm hiếu kỳ liền xong rồi. Vì thì không thành thật Không thể một môn Thâm nhập Đến lúc nào bảo bạn xem tất cả kinh Khi khai ngộ rồi Người xưa nói Ngộ hậu khởi tu Sau khi khai ngộ Bạn xem tất cả kinh Liền giống như Bồ Tát Long Thọ Của ngày trước vậy Chúng ta xem thấy ở trên kinh Thấy lòng thọ, thấy thiên thân Ba tạng mười hai bộ giáo Người ta ba tháng thì xem xong rồi Liền thông đạt rồi Phải sau khi ngộ thì được Chân thật là sau khi đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến thánh Thích ca mâu Ni Phật 49 năm Nói ra tất cả các kinh ba tháng thông đạt quá nhiều rồi cái thí dụ này quá nhiều bạn chưa có khai ngộ bạn cả đời đều không thể thông đạt cho nên chúng ta nhất định phải biết căn tánh của chính mình phải học thành thật vì này quan trọng hơn bất cứ thứ gì chuyên công một bộ kinh ưa thích lăng nghiêm chuyên công lăng nghiêm vì thì đúng Trong tất cả kinh luận Bạn chỉ chọn một thứ Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Câu nói này của Thế Tôn Chúng ta phải ghi nhớ Chọn lựa kinh luận Nhất định chọn lấy Thích hợp với trình độ của chính mình thích hợp hoàn cảnh tu học của chính mình thì bạn không khó. Bạn học những kinh luận nghi quy này không tương ứng với hoàn cảnh sinh hoạt của chính bạn, bạn học ra thì rất khó. Cho nên đại đức xưa thường nói, trong pháp môn có pháp dễ hành. Trái với pháp dễ hành thì chính là pháp khó hành. thích hợp căn tánh chính mình, thích hợp với trình độ chính mình, thích hợp hoàn cảnh sinh hoạt chính mình. Đó gọi là đạo dễ hành. Cho nên ở vào thời kỳ mạt pháp này, đạo dễ hành đích thực là pháp môn Tịnh độ. Đạo dễ hành trong pháp môn Tịnh độ đích thực là trì danh niệm Phật. Đồng tu Phải phát tâm nghiên giáo Phải phát tâm giảng kinh Việc rất tốt Nếu như bạn thật phát cái tâm này Không phải vì Danh vọng lợi dưỡng của chính mình Chân thật là gì Nói huệ mạng của Phật Hoàng Pháp lợi sanh Bạn lập tức liền được Chư Phật hộ niệm Bồ Tát thiện thần ủng hộ bản tâm vừa phát liền có cảm ứng không thể nghĩ bàn. thế nhưng có chút nào tâm danh lợi xen tạp trong đó, có chút nào ý niệm tự tư tự lợi xen tạp ở trong thì thì không được, thì không có cảm ứng. người xưa thường nói trong đề hồ không thể xen tạp chút độc dược. chân tâm thuần tịnh liền có cảm ứng bạn có thể một môn thâm nhập bạn sẽ có một ngày khai ngộ không ngộ quyết không đụng đến các kinh luận khác kinh luận còn không đụng đến huống hồ các pháp khác của thế gian này Hiện tại chúng ta đang ở thời đại này Vì để Cứu giảng kiếp giận Sức mạnh một mình chúng ta Một tôn giáo không được Không giải quyết được vấn đề Phải liên kết Tất cả các tôn giáo thế gian lại đồng tâm hiệp lực Mới có thể giải quyết được vấn đề này Thế là chúng ta lướt qua giáo nghĩa, kinh giáo Của tất cả các tôn giáo khác Ở ngay trong học tập của chúng ta Đây gọi là trợ tu Tình độ thường gọi là Chánh trợ song tu độ của chúng ta là chánh tu của chúng ta là chủ khóa của chúng ta học tập trong trường đó là chủ khóa của chúng ta chúng ta phải hiểu rõ giáo nghĩa của các tôn giáo khác đây là khóa phụ của chúng ta hoàn toàn là giúp đỡ chúng sanh tu học trợ chánh nhất định phải rõ ràng như vậy mới có thể được định mới có thể khai ngộ sau khi ngộ rồi giống như kinh giới của kinh hoa nghiêm bao gồm giáo học của tôn giáo đều là chánh khóa không có trợ tu toàn là chánh tu bạn có năng lực rồi vừa tiếp xúc thì liền thông đạt liền tường tận liền không mê hoặc tại vì sao các bồ tát thì được chúng ta thì không được then chốt chân thật chúng ta ở trong lúc giảng dạy thường hay khuyến khích các đồng tu then chốt chân thật Chính là tự tư tự lợi Không buông xả đi cái ta Trên Kinh Kim Cang Giảng Ngã tướng nhân tướng Chúng sanh tướng thọ giả tướng Bốn tướng bốn kiến Không thể phá Cho nên chúng ta không cách nào Có thể sánh được với các Bồ Tát Bốn tướng bốn kiến phá rồi Con người này chính là Bồ Tát họ chưa thọ qua giới bồ tát họ cũng là bồ tát thật bốn tướng chưa phá một năm thọ một lần giới bồ tát họ cũng không phải là bồ tát chẳng phải trên kinh đã nói được rất hay rồi sao nếu bồ tát có ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng thì chẳng phải bồ tát trong bốn tướng cái góc này là ngã tướng chúng ta phải ở ngay chỗ này mà dụng công phu cách phá như thế nào vậy chính là tôi thường nói phá tự tư tự lợi tự tư tự lợi làm thế nào phá khởi tâm đồng niệm nghĩ người khác không nên vì chính mình nghĩ nghĩ xã hội này nghĩ chúng sanh khổ nạn cái thế giới này cái ý niệm sai lầm này mới có thể chuyển đổi được phàm phu thực tế mà nói bị tự tư tự lợi hại khổ bạn cho rằng cái này có chỗ tốt tại vì sao bạn nhiều bệnh tại vì sao bạn không khỏe mạnh tại vì sao bạn sống khổ cực đến như vậy tại vì sao có nhiều tai nạn đến như vậy thấy đều là từ tự tư tự lợi mà ra quả hoạn vô cùng Nhà Phật gọi là thiện ác Nguồn gốc của ác Chính là ngã tướng Người thế gian Đối với ngã chấp trước kiên cố không biết được vì người là chân thật an vui vì chúng sanh là chân thật hạnh phúc tất cả vì chúng sanh chính mình đời sống rất thanh khổ đó là người khác nói trong mắt của người khác thấy chúng ta rất thanh khổ chúng ta cũng không ăn thịt cũng không ăn cá những chốn vui chơi đều không đến sống ở thế gian có ý nghĩa gì chứ họ làm gì hiểu được ý nghĩa của chúng ta sâu rộng hơn so với họ rất nhiều ý nghĩa của chúng ta thật hơn so với họ ý nghĩa của họ là giả đó không phải là thật chúng ta sống là có ý nghĩa chân thật họ thực tế mà nói chân thật không có ý nghĩa gì đem không có ý nghĩa gì xem thành có ý nghĩa sai lầm rồi khi chúng ta vừa so ra chúng ta khỏe hơn so với họ chúng ta cũng an vui hơn họ chúng ta thường sanh tâm hoan nghỉ nhất định phải hiểu những đại đạo lý này đây là chân lý của vũ trụ nhân sanh tu tâm Chúng ta đem Cả thầy Phật Pháp Quy nạp lại Viết thành mười chữ Chân thành thanh tịnh Bình đẳng Chánh giác từ bi Hy vọng mọi người Không nên quên đi Phải đem mười chữ này Thực tiễn Bạn liền có thể vào được Cảnh giới của Phật Mười cái chữ này chính là tiêu chuẩn của Pháp môn tâm địa phàm thánh Trái ngược với mười chữ này Là đạo địa của phàm phu Tương ứng với mười chữ này Chắc chắn là Phật Bồ Tát Khéo giữ khẩu nghiệp Thanh tịnh vô nhiễm chúng ta ở chỗ này mà hạ công phu trước tiên học đến cái gì học đến tôn trọng người khác học đến yêu thương người khác học lấy giúp đỡ người khác tâm bệnh trước đây của chúng ta tâm bệnh trước đây là tự đại ngạo mạn không biết tôn kính người khác Xem thấy người khác tốt hơn mình Thì đố kỵ Xem thấy người khác không bằng mình Thì xem thường Đây là đại bệnh Chính mình Sang tham Bỏng sẻn không chịu giúp đỡ người khác đều là hành vi sai lầm ý niệm sai lầm chúng ta từ chỗ này phải đem nó cải đổi lại không luận là người nào phải tôn kính bình đẳng chúng ta tôn kính thế nào đối với phật đối với tất cả chúng sanh phải tôn kính y như vậy Đối với chúng sanh vô tình cũng là như vậy. Chúng sanh vô tình. Cây cối hoa cỏ. Bạn có tôn kính chúng hay không? Bạn có yêu thương hay không? Bạn có giúp đỡ chúng hay không? Bạn giúp đỡ chúng chúng cũng hồi báo người yêu hoa hoa ở trước mặt họ nở ra đặc biệt đẹp là hồi báo thực vật đều có cảm ứng hướng hồ là động vật lần này có mấy vị đồng tu đi theo tôi mấy ngày cùng đi du lịch ở một vài nơi chúng tôi có một cảm xúc rất rõ ràng ở trên núi cổ tấn không có mũi không có dáng trong phòng đèn mở rất sáng tất cả cửa đều mở hết đều không có chúng ta ở úc châu thì có cần phải làm cửa lưới cửa sổ cửa cái do nguyên nhân gì trên núi cổ tấn cư sĩ lý kim hữu những người này ở trên núi sáu năm yêu thương động vật Yêu thương cây cối hoa cỏ Chúng có hồi báo Lúc trước chúng cũng có Cái thí dụ này Chúng ta từ trên sách xưa xem thấy Đại sư Ấn quan Chúng ta xem thấy trong truyền ký của Ngài Ấn Tổ sau 70 tuổi Nơi của Ngài ở mũi gián bò nhảy không tìm thấy một con người khác ở thì có ngày ở thì không có cho nguyên nhân gì vậy tâm yêu thương bạn tôn trọng chúng chúng tôn trọng bạn bạn yêu thương chúng chúng cũng yêu thương bạn đạo tràng ở úc châu chúng ta hiện tại pháp sư ngộ Kim đã ở nơi đó một năm rồi tôi liền hỏi cô ấy công phu như thế nào rồi thành tích như thế nào cô ấy nói những chú chuột dáng bò nhảy mũi so với lúc mới đến đã ít đi phân nửa rồi tôi nghe rồi gật đầu không tệ xem ra cô cũng có công phu ít đi phân nửa Hy vọng gia công tu hành Sau ba năm Hy vọng ở nơi đây thấy đều không còn Thật là đến được Không phải không làm được Công phu tu hành của chúng ta Từ những chỗ này mà xem không phải giả bộ làm ra từ chỗ này xem công phu thật nhất định phải bồi dưỡng tâm chân thành chắc chắn không có hư ngụy người khác gạt ta ta không gạt họ phải ở ngay chỗ này mà hạ công phu cho nên người xưa thường nói tu hành bắt đầu từ không vọng ngữ chúng ta nói chuyện với người còn phải che giấu vì thì không được rồi vì sao vậy chân thành không có không có chân thành rồi thì thanh tịnh cũng không bao gồm tất cả đều không có chân thành là cái cội nguồn đối đãi bất cứ người nào đều dùng tâm chân thành quyết định không nên sợ người khác ức hiếp bạn không nên sợ người khác lừa dối bạn lừa cứ để họ lừa dối gạt cứ để họ dối gạt chúng ta chỉ là một mực chân thành chúng ta ngay một đời này có thể thành tựu anh lừa dối tôi nhiều nhất lừa dối được một trăm năm thì nhiều lắm rồi sau một trăm năm ta làm phật rồi mười pháp giới mỗi người đi mỗi đường của mình bạn gạt tôi tôi cũng gạt bạn bạn không thành thật đối với tôi tôi cũng không thành thật đối với bạn đạo bồ tát của chúng ta liền mất hết cái đạo lý này luôn phải tường tận luôn phải thấu suốt sáu câu trong cái đoạn kinh văn này sáu câu khéo giữ ba nghiệp ý nghiệp đích thực là đại căn đại bổn chỉ cần ý nghiệp thanh tịnh thân nghiệp khẩu nghiệp tự nhiên liền thanh tịnh quyết định không thể nào có ý niệm chiếm tiện nghi của người khác cái gì phải nên biết chiếm tiện nghi đó là chân thật thiệt thoại. người chịu thiệt chân thật có phước người xưa thường nói chịu thiệt là phước Người hiện tại đều sợ chịu thiệt Đều sợ người khác chiếm tiện nghi của chính mình Vậy thì làm sao được Tin Phật Chân thật tin Phật Phật là Đại Thánh Nhân Gọi là Đại Thánh Nhân Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh Triệt để tường tận các ngài dạy bảo chúng ta làm sao có thể có sai lầm bạn chân thật tin tưởng bạn chân thật làm theo chắc chắn có chỗ tốt không thể có hoài nghi đạo tràng chúng ta ở hồng kông hiện tại đã có thể hoạt động rồi cái đào tràng này là một cái phòng ghi hình làm được chúng ta rất là vừa ý dùng tiền tuy là cũng không phải rất nhiều thế nhưng thiết bị của chúng ta là hiện đại nhất thiết bị tốt nhất Chúng ta chế tác hiệu quả Chắc chắn sẽ không thấp hơn đài truyền hình thông thường Chúng ta có người chuyên nghiệp đang thao tác Chúng ta phải tận lượng lợi dụng thiết bị khoa học kỹ thuật cao Cho nên tôi nghĩ năm tới Đồng tu chúng ta luân lưu Các vị tự mình ở nơi đây Cố gắng chuẩn bị tốt Mỗi một người Ghi hình một bộ đĩa Mỗi một đồng tu Đi đến Hồng Kông Ở một tuần lễ Ghi hình 10 giờ đồng hồ Giảng đề tài gì Các gì chính mình chọn lựa cái này ghi hình, đài truyền hình về tin thông thường đều vui thích tiếp nhận, bởi vì bạn đạt đến cái trình độ của họ yêu cầu. ngoài các đồng tu chúng ta dùng ra, tôi đã nghĩ đến mời thịnh, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Hải Ngoại, những chuyên gia học giả. chỉ cần họ bằng lòng chúng ta liền mời họ đến Hồng Kông ở một tuần lễ đến 10 ngày. Chúng ta phụ trách phí dụng. Hy vọng họ ở trong phòng ghi hình này của chúng ta cũng có thể ghi lại một chuyên tập các vị giáo thọ già có chuyên môn nghiên cứu đối với bách gia chư tử của chúng ta chúng ta là nghĩa vụ vì họ mà phục vụ ghi lại bộ chuyên tập cho họ thế nhưng chúng ta chỉ có một điều kiện không có bản quyền có bản quyền thì chúng ta không phục vụ bạn đi tìm nơi khác chúng ta hy vọng đem những quốc túy của chúng ta truyền lại cho đời sau mở mang rộng lớn sau khi ghi hình lại rồi tương lai có thể phói âm phói âm anh văn phói âm pháp văn phói âm tây ban nha phói các loại ngôn ngữ khác nhau lưu thông đến toàn thế giới giới thiệu văn hóa của chúng ta văn hóa không phân cõi nước không phân chủng tộc không phân tôn giáo nó là di sản chung của toàn nhân loại chúng ta phải có nhận biết này chúng ta có trách nhiệm có nghĩa vụ đem nó mở mang rộng lớn lưu truyền cho đời sau cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật